Ở nội dung đồng đội nữ, đội Petroseco Thành phố Hồ Chí Minh gặp đội bóng đến từ Thái Lan. Mai Hoàng Mỹ Trang là người thi đấu đầu tiên và cuối cùng trong 5 trận đấu. Tuy nhiên, cô đã tỏ ra khá mất bình tĩnh và thua trong cả 2 trận. Kết quả này khiến cho Petroseco thất bại trước Thái Lan với tổng tỷ số 2-3. Đội thứ hai giành quyền vào chung kết nội dung đồng đội nữ là Nhật Bản khi họ đánh bại đội Hồng Kông Trung Quốc B với tỷ số 3-1. Ở nội dung đồng đội nam, đại diện còn lại của Việt Nam là Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội cũng đã phải dừng bước sau khi thất bại trước Hàn Quốc B với tổng tỷ số 1-3. Mặc dù Trần Tuấn Quỳnh đã khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-1 trước đối thủ Choi Đăng Khoa, tuy nhiên sau đó cả Nguyễn Anh Tú và Đinh Quang Linh đều thi đấu dưới sức. Như vậy, Hàn Quốc B đã giành quyền vào chơi trận chung kết gặp đội Hàn Quốc A sau khi đội bóng này đánh bại các vận động viên đến từ Thái Lan với tỷ số 3-2. Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 9 năm 2017 được tổ chức tại Singapore, và cho đến thời điểm này thì ban tổ chức của nước chủ nhà đã để lại rất nhiều những ấn tượng tốt đẹp đối với các vận động viên và huấn luyện viên tranh tài tại đại hội. Sau khi đặt chân đến Singapore, điều ấn tượng đầu tiên của các vận động viên tham dự đại hội chính là địa điểm đóng quân của mình. Khoảng 1.500 vận động viên từ 10 quốc gia đã được nước chủ nhà Singapore bố trí ăn nghỉ